Xin chào các bạn khán giả. Các bạn ơi, chúng ta vừa điểm lại bốn gương mặt, bốn ca sĩ đứng đầu bảng xếp hạng của những tháng vừa qua đấy các bạn ạ. Và những gương mặt này sẽ xuất hiện tại Yuan Gala cuối năm. Wow. Như vậy là chúng ta phải tiếp tục bình chọn nhiều hơn nữa. Bởi vì để có được gala cuối năm thì chúng ta phải bình chọn tháng 6 này, tháng 7 này, tháng 8 này, tháng 9 này, 11, 12 nữa. Tháng 10 đâu? Không dạy cũng thiếu nữa. Thôi mấy cái bình chọn thì chắc chắn là bình chọn rồi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài xếp hạng Yuan Countdown của chúng ta. Đây là bài xếp hạng những ca khúc Việt Nam được yêu thích nhất trên kênh truyền hình Yuan TV, bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6. Suốt những ngày học tập và làm việc mệt mỏi căng thẳng thì ngày hôm nay tụi mình muốn rằng các bạn cùng với Cẩm Minh và Hoàng Phi, chúng ta hãy xả stress cùng với chương trình Yuan Countdown. Và không biết 10 ca khúc nào sẽ lọt vào bài xếp hạng ngày hôm nay đây, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Xả stress là xả gì? Xả stress là xả gì? Là căng thẳng đó. Căng thẳng hả? Chỉ cần coi Yuan Countdown là hết căng thẳng liền. Nào bây giờ Hoàng Phi sẽ nhắc lại một lần nữa địa chỉ nhắn tin bình chọn những khúc mà chúng ta yêu thích. Đó chính là cd.tên.ca.sĩ.tên.bài.hát.vn.đề 8351. Còn một địa chỉ rất là quen thuộc nữa. Biết luôn, đó chính là 53 Phan Đức Bính, phường Đại Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Biết luôn. Ngoài ra để có thể viết bài cảm nhận, chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ đó chính là www.yuan.com. Countdown vào đó thì tha hồ với bài cảm nhận. Còn bây giờ thì không cần Khởi My phải nói nữa, chúng ta sẽ bắt đầu bài xem Yuan Countdown tối nay.